Rồi gia đình mình xin chào quý vị và các bạn. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà mình ha. Lời nói đầu tiên cả nhà mình cho gia đình mình gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Thì hôm nay mình rất là vui mà rất là mừng luôn cả nhà. Vui là vui rồi nhưng mà mừng dữ lắm, mừng luôn. Thì mừng là mừng cả nhà mình thấy mình trước mắt mình đang có một thùng quà. Thì cái thùng quà này là chị Lan Nguyễn này đã có gọi điện thoại báo với mình. Cái ngày mình đi làm như cái ngày thì mình đi đón đó cả hôm đó nhà. Thì để ba nói chuyện. Thì cách đây mấy ngày cái nhà ha, cái ngày mà mình đi đón cái Thơm á, là chị Lan Nguyễn này có điện thoại cho mình, nói là mà chị sẽ gửi về cho em một thùng thuốc ở nhà ha. Cái này là chị nói là chị đã coi cái phim mình rất là kỹ. Cái phim mình nói về cái bệnh cái tai của mình ấy, cả nhà mình. Chị nói là chị coi cái phim mình rất là kỹ, nhưng mà thuốc bên đó mua cũng rất là khó, phải có tòa bác sĩ nữa. Đâm ra là chị nói là chị giống như là chị cũng mang một cái bệnh giống như mình vậy đó. Chị sẽ lấy cái tòa thuốc của chị và lấy cái nói chung là cái tòa của chị á, chị sẽ đi khám và mua thuốc cho mình. Thì chị nói là trong khoảng chừng một tuần là nhận được. Thì bữa nay thì mình nghĩ chắc chưa đầy một tuần nữa, chừng tuần hoặc là chưa đầy gì đó. Thì hôm nay đã nhận được rồi. Thì giờ em nói với chị Lan Nguyễn, thì hôm bữa thì chị gọi điện cho em, thì trên lúc em đang chạy xe, chị chắc cũng nghe tiếng xe ha. Thì lúc mà tắt máy đi rồi á, vừa chạy hai chị em mình vừa nói chuyện, thì chị cũng nói như vậy. Thì lúc mà em tắt máy ra rồi á, em chạy xe tới chỗ rồi á, em tìm là không biết là cái số nào là số của chị luôn. Thì hôm nay thì em nhận được thùng quà của chị. Em lớn à. Thì hôm nay là em nhận được thùng quà của chị rồi ha. Em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Chị đã yêu thương em và quan tâm đến sức khỏe của em rất là nhiều. Thật sự ra thùng quà này đối với em rất là quý, rất là quan trọng. Tại vì em biết cái sức khỏe của em, cái tai của em đã đi khám mấy chỗ và đi châm cứu cũng nhiều lần mà cũng chưa có thấy giảm. Mà chị đã nói với em là cứ về là cái này không phải là thuốc mà phục hồi chức năng gì đó. Thì chị kêu em về sẽ uống. Thì bây giờ em xin phép chị và cả nhà mình cho em khui ra, có gì cái nào biết á, cái nào em không biết á, thì xin chị hướng dẫn giùm em ha. Em cảm ơn chị nha. Thì mình cũng nói với cả nhà, thì không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Thì mình đang bệnh mà nhận được một thùng thuốc là phải nói là rất là mừng, hầu như là mừng dữ lắm. Thì cả nhà mình cứ nghĩ đi, thì mình đi 100-200 cây số rồi đón các bé, thì cả nhà mình rất là quan tâm, nói là sức khỏe của mình mà đi như vậy đó. Thì thật sự ra mình cũng đau tay thì đau, nhưng mà hỏi với cả nhà mình, tấm lòng của cả nhà mình như vậy, tấm lòng của chị Lan Nguyễn như vậy, thì giờ dù có đau cỡ nào mình cũng phải ráng cả nhà ha, dù có như thế nào mình cũng phải ráng đồng hành. Tại vì cả nhà mình là rất yêu các bé, và như chị Lan Nguyễn cũng là rất yêu các bé và quan tâm đến sức khỏe của mình. Thì dù gì chăng nữa mình cũng phải là ráng cố gắng hết sức. Để mình xem cái gì thì nếu cái nào mình không biết thì xin chị Lan Nguyễn ngày mai gọi điện lại giùm em ha. Cái này là gì? Theo mình thấy thì ở đây là bịch hạt điều cả nhà mình, có hình hạt điều nào mà không biết khoải không. Đây là bịch kẹo sô cô la nữa cả nhà mình. Thì trời ơi, đây là bịch kẹo sô cô la nữa cả nhà ha. Em cảm ơn chị Lan Nguyễn nhiều dữ lắm nha. Thì cái này nó hơi bị mớp rồi, chắc lẽ là do trong cái quá trình vận chuyển. Chị có ghi hên quá cả nhà ơi, chị Lan Nguyễn có ghi bằng chữ Việt thì có lẽ là mình đọc được. Anh Khanh thoa ngày hai lần lên vai, thoa một ngày hai lần cả nhà ha. Cái này là thuốc thoa rồi cả nhà mình. Chị nói là cái này không bảo hiểm, chỉ gọi điện cho nói mình là không phải là thuốc đâu, siêu nhân về là cứ việc dùng như theo lời hướng dẫn của chị. Thì chị nói là cái này nó sẽ giảm từ từ, và nó một khi nó hết là nó hết luôn, nó chứ không phải là giảm đau tức thời, nó giảm từ từ bệnh mình, mà một khi mà nó đã giảm rồi là hết luôn đó. Chị nói mình như vậy cả nhà ha. Chắc có tờ giấy có ghi rồi, có ghi. Trời ơi, lết ơi, còn phá quá trời lết ơi. Có nghĩa là chị nói là
bịch thức ăn này cho chó mà mua về là con chị không biết là xem thử chứ không phải là cái bịch rách đâu nha chị Dung. À, đó, rồi khua liền đưa con dao cho mẹ vô Nghi khua liền. Đó, bà thức ăn cho chó mua về con tôi không biết xem thử chứ không phải là bịch rách đâu nha chị Dung. Đó, ý là chị đây. Rồi ơi, sướng. Trời ơi, sướng. Đứa cục trời ơi. Lên dành rồi cả nhà ơi. Sướng. Rồi ơi, Long Hải nữa kìa. Trời ơi, nè nè, người hối hối. Hối 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 hối. Nè, Bích Ly ơi, có con nè. Có con nữa nè. Nè, con khỏi dành. Nè, của Mai nè. Rồi. Có Long Hải. Ly hết rồi hả? Mẹ, cái nó không chịu ăn. Cãi nó, cho dạy em gọi. Mừng quá là tụi nó quá vui rồi cả nhà mình. Vitamin D3 uống ngày 1 viên sau ăn sáng. Vitamin D3 uống một ngày 1 viên sau ăn sáng. À, chị rất là cẩn thận cho mình, chị đã ghi ra cho mình biết luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Em cảm ơn chị nhiều dữ lắm. À, cái này là gì? Cũng giống nè. Dầu cá. Ý vậy, cái này đâu phải dầu cá. Không, cái chai bự á, cái chai. Vậy là em không biết cái này thì em nhớ. Em nhớ xong xanh giống nè, bởi em mới nói là vừa rồi có con trai nhưng mà vậy nếu vậy thì không phải. Nhưng bây giờ em chỉ biết là vitamin D3 thôi, uống ngày 1 viên sau khi ăn. Cái này là dầu cá, uống 1 ngày 1 viên mỗi ngày sau khi ăn luôn. Đó, uống này uống ngày con viên hả ta? Uống 1 ngày 1 viên mỗi ngày sau khi ăn. Vậy là cái này cũng uống một là 1 ngày 1 viên mỗi ngày sau khi ăn. Bảo vệ khớp tạo chất nhờn, uống 1 ngày 2 lần mỗi lần 1 viên sau khi ăn. À, uống một ngày hai lần mỗi một lần 1 viên sau khi ăn. Cái này là bôi trơn khớp cái nhà mình. Dầu chất nhờn. À, cái hũ này thì nó khác cái hũ kia, nhưng mà theo em nghĩ chắc cũng vậy quá chị Lan. Thì vừa rồi chị Hai của em có gửi về cho em một hũ, không biết phải cái này không, nhưng nó khác cái mẫu thiệt. Nhưng mà em kêu nhớ là cái này là chị Hai giờ đó em giải thích với em á, chị Lan Nguyễn là kêu bằng là sụm cá mập hay là cái gì đó mà không biết phải không, nhưng mà em nhớ bằng máng như vậy đó. Cái này là em đọc của chị ha. À, cái chữ giờ cái đầu chữ gì á mày, cộng D3 đó. Uống 1 ngày 2 lần mỗi một lần 1 viên sau khi ăn, không uống sau 9 giờ tối. Cái này cũng uống 1 ngày 2 lần luôn, mỗi một lần sau khi ăn mà không nên uống sau 9 giờ tối. Thôi cái hũ này nó bự. Cái viên thuốc này chắc. À đây hồi nãy giờ mình phải thấy tờ này xước đâu có lủng củng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 1 2 3 4 5 6 7. À trong đây nữa nè. 8 9 còn đâu món nữa. Không mà thức ăn bánh nữa phải không? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Nè cả nhà mình, chị Lan Nguyễn rất là cẩn thận, chị ghi từng chi tiết ra cho mình luôn để cho mình dễ nhớ và dễ hiểu và dễ đọc luôn. Thậm chí trong chai thuốc chị cũng từng chai chị cũng có ghi ra tiếng Việt giùm cho mình luôn. À, em cảm ơn chị rất là nhiều ha, đã quan tâm đến sức khỏe của em, là còn hướng dẫn cho em phải là cận kẽ nữa. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Mà thật sự nếu như mà chị không ghi những dòng chữ này thì em không biết thiệt. Chị ghi chi tiết luôn. Vì mình uống mình cũng sợ. À, dầu tắm cho các bé rồi. Đây nguyên cái hình Lucky. Hình Long Hải, nguyên cái hình của con. Mặt này giống của mụi á
Mày giống mũi. Con giống mũi. Cái này sữa tắm à? Này này chai người chai chó đúng không? Chắc vậy quá. À có hai chai, một chai thì dầu gội cho nhà mình, còn một chai thì dầu gội cho các bé. À, chị quá là chu đáo cẩn thận luôn. Cái nào ai cũng có phần. Bây giờ em nói thiệt với chị với lại cả nhà ha. Hiện bữa nay đối với em thì sức khỏe em rất là cần, rất là quan trọng. Thật sự là em đi đường dài á, tay em mỏi lắm, tay em nó tê lắm. Mà em cứ tìm giống như là cả nhà mình chỉ cái này, giống như là uống uống cái này uống kia. Vừa rồi là kêu uống rượu tỏi, em cũng có uống rượu tỏi nhưng mà thật sự ra nhà chưa có làm kịp, em chỉ xin thôi. Có uống rượu tỏi rồi cũng đi uống thuốc tây rồi, đi chăm thuốc tây em dừng rồi, em dừng bữa giờ rồi, em đi chăm cứu đồ đủ thứ hết nhưng mà cũng chưa có thấy giảm gì. Nhưng mà hôm nay mà cách đây mấy ngày thì chị đã điện thoại chị nói với em như vậy. Thật sự ra em nghe em rất là mừng và xúc động lắm, nghe rất là mừng và xúc động, và cái tình cảm của chị dành cho em rất là nhiều, rất là lớn. Chị nói là chị sẽ lấy cái to thuốc của chị, nói chung là chị đi khám á, lấy một cái to để đi mua cho mình, chứ còn không đúng to thì nhiều khi mua cũng không được. Rồi em thì cố gắng sẽ là uống đúng giờ, đúng ngày, đúng liều lượng chị dặn như cho em ha, để không có phụ tấm lòng của chị là từ bên đó mà chị đi mua từng chai thuốc rồi chị đã gửi về cho em điện thoại rồi nhắn nhủ em rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi một lần nữa thì em chân thành cảm ơn chị. Em cũng xin chúc gia đình chị Lan Nguyễn được nhiều sức khỏe nha chị nha. Và mà cũng nhân dịp clip này thì mình cũng cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã nhắn tin cho mình, rồi điện thoại cho mình, chuyển lời cho mình. Hầu như là cả nhà mình ai biết cái gì chỉ mình cái đó. Thì mình cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Đáp lại cái sự yêu mến của cả nhà mình mà quan tâm đến sức khỏe mình hứa với cả nhà mình sẽ ráng cố gắng hết sức đồng hành cùng với các bé. Dù có xa hay là gần, nắng nâu gì mình cũng ráng. Hy vọng là một ngày nào đó mình uống cái số thuốc này vô, cái tay mình hết đau bình phục trở lại là mình sẽ làm phụ giúp cho các trạm và chia sẻ cho các bé. Cảm ơn cả nhà mình nhiều. Dạ, em cũng cảm ơn chị Loan rất nhiều đã thương yêu gia đình em và cho thuốc ông xã em uống để cho bớt bệnh, để có sức khỏe để lo cho các bé ở trạm. Em cảm ơn chị rất nhiều. Và mình cũng không quên cảm ơn đến quý vị các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã gọi điện nhắn tin rồi bình luận, hầu như là cả nhà mình biết cái gì là chia sẻ cho mình cái đó để là cho mình bớt bệnh. Mình cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video clip ủng hộ. Bye bye cả nhà mình nha.